Trong anh ạ, bên chỗ đường Hồng Hà ấy, đường nhỏ ấy, đường nó nằm ở bên phía đường nhỏ ấy. Vâng, anh đi lên thêm một đoạn nữa, khoảng 700-800 mét nữa, nhưng mà ở đường trong nhá, nó có cái sân, nó có cổng sân bóng đá to đùng ấy. Vâng, ok anh nhá. Chị ơi, chị đứng rồi, sao cho em nhờ góc nhá. Sao anh mạnh lắm, em cái giáo cơ nhá. Đánh sao này? Em nói thật, em không biết đường anh ạ. Anh Google Map ấy, nó là sân bóng mùng 10 tháng 10 ấy. Gọi đi, gọi đi.
Thì em tìm phát đến luôn mà, nó ngay cái mặt đường bên trong luôn mà. Em không biết đường ở đây. Hỏi người dân nha anh. Anh sân bóng mùng 10 tháng 10. Đường Hồng Hà. Vâng, nó ghi là đường ở Hồng Hà luôn. Anh cứ ghi, anh cứ tìm sân bóng 10 tháng 10 Phúc Xá là Ba Đình là nó ra mà. Anh cứ đi thẳng cái đường ở trong ấy, đường Hồng Hà trong ấy, xong anh đi thẳng lên là thấy mà, nó có một sân bóng ngay mặt đường luôn. Vâng. Nó không phải là cái đường to ở ngoài đâu, nó là đường con ở trong cơ, đúng không? Thì anh đi thẳng, cứ đi thẳng đường Hồng Hà lên, đi qua cơ gầm cầu Long Biên. Không vào phố gì cả. Nó là đường to, nó rẽ vào cái là nó đến luôn sân mà. 15A Hồng Hà. 15A Hồng Hà. Nhờ cái góc quay anh ơi. Okay, guys.
Rồi coi. Ông ra hai nhóm. Ta cưới đi. Con gái cần tôi rồi. Anh cùng em, cùng em. Anh cùng em, chiếu đi rồi. Rồi, không, không. Anh ơi, tốt. Đạt. Rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Không quá. Thảo ơi, đi ra đi. Quá hay luôn. Các anh ấy cho em nhờ cái góc em quay cái... Ôi. Kiếp quả, sút quả, kinh thế nhờ. Ê ông vào. Vào. Bạn thắng đẹp. Em nghe ạ? À? Anh thấy sân bóng chưa? Anh ạ. Vâng vâng, anh hạ xuống em cái, em đang quay rồi, tí em ra em lấy sau. Xe nào nhỉ? Xe ba gác có bạt ở trên đấy hả? À, anh đang lùi đít vào đấy hả? Vâng. Ở trên có xe có bạt xanh đấy gì? Vâng vâng vâng. Anh em đang quay thì anh hạ du em xuống đấy cái xong em ra em lấy sau. Quả đấy thì ganh ganh gần gôn đấy nè. Nổ quang đường kinh thật. Hình như quang đường. Quả đấy thì ganh ganh gần gôn đấy nè. Nổ quả này tung chơi. Rồi, Mạnh ra lấy giáo em cái anh Mạnh ơi. Ngoài ngoài cửa ấy. Không dừng ngoài kia. Hả? Để đây tí chụp sau. Tách về.
Con bật về này, con bật về này, đừng có bật trên. Ném hết tay ra. Đúng rồi, đúng rồi. Tay, con ơi, ném hết tay. Còn đúng rồi. Giật biết. Nó bảo đây. Lấy tay ra sau rồi kiếm. Lấy tay nhá, đừng nhấc chân. Lấy vào chân đi, lấy vào Khánh nhá. Khánh. Chạy luôn. Khánh nhau. Có. Đi hết hiệp 1 lắm. Hết rồi, vẫn dậy lên đi. Vẫn lại cái này Khánh ơi. Nhiều người lắm. Đi bảo ấy. Hết rồi, hết rồi. Ngắn đi, ngắn đi mà chơi. Rồi, bảo ơi. Chạy đi anh bảo ơi. Thank you.
không nhấc chân nhá. Đấy, chuẩn luôn. Anh Trung! Quá được, quá được. Đừng bị đây. Chuẩn rồi. Binh vụ giao nhé là gì? Hai ơi! Rồi, hai! Rồi! Anh em cùi cả một lần nữa, đừng có sai nhá! Rồi, I'm gonna go.
À chà. À chà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bắn xuống đi, bắn chắc đi. Đưa lại đây. Đây, đây, đây. Đây, đây, cường đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bóng ở trên mà. Em gần nhau rồi, gần nhau rồi.
Thank you.
Người của anh bạn đã đẹp rồi. Cái này là không quay. Anh Trung ghi bàn đấy. Không ghi bàn là hai luôn nha. Trung ghi bàn đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bóng đi đâu? Bóng kia. Bóng kia.
Bắn người, thế mà chân nó đi chạy đi đâu?
Tôi nghĩ đã thấy vui rồi hả? Rồi. Rồi.
không? Thấy không? Ờ, quân dọn mà đá điểm là chết. Không phải. Nhớ bao 5 lít. Mẹ ba ba này ăn quả kiến tạo à? Chàng ơi, chàng em mặt vào cứu gậy rồi. Cho chàng nước yên. Nhớ bao 5 lít. Mẹ ba ba này ăn quả kiến tạo à? Chàng ơi, chàng em mặt vào cứu gậy rồi. Cho chàng nước yên. Về đâu em? Ê, tôi ngay ngươi! Đá trên đây, đá cánh trên, cánh trên. Đoàn thôi. Hai anh em chơi nhau, hai anh em ơi. Đăng rồi ra đá. Trương Châu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hút rồi đứng nắng hết. Ông chụp được rồi, ông chụp mày để đi bàn. Không phải ông chụp chắc rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hết giờ rồi. Con luôn, phụt luôn.
Hải ơi. Anh người đây. Thế Hải ơi. Thôi. Anh người đây. Thấy. Anh ơi, Hải ơi, có 5 phút thôi, cho nó chạy đi nào. Em đủ. Ô đi mẹ chạy. Đúng rồi. Anh ơi, chụp rồi, anh kia, anh ơi. Đây, đi ra. Quá, sắp được.
6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6